tử vi về ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch Tân Dậu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hành thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy nhấn theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở phía dưới màn hình để luôn cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ, âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 âm lịch, từ ngày 14 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Tân Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Thạch Lục Mộc. Ngày Tân Dậu thuộc hành Mộc, khắc hành Thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu và Đinh Tị thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tị Thành Kim Cục. Xung Mão, hình Dậu, hạnh Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Quý Mão, tuổi Kỷ Mão, tuổi Ất Sửu và tuổi Ất Mùi. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như động thổ, đắp nền, thờ cúng, cầu thầy chữa bệnh, lễ tang, khởi công. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan về tử vi 12 con giáp trong ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Tân Âm Kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tý. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Ngày này với người tuổi Tý có các tinh văn xương quý nhân chiếu mệnh. Đây là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông, rộng mở. Bên cạnh đó, để được công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Tân âm kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh sốt tiết, mất khí.
Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Dậu cần phải hết sức chú ý và cẩn thận. Trong ngày có cát tinh, tướng tinh. Đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Mệnh tướng tinh mà không bị xung phá thì là người hiển đạt, nắm giữ quyền cao, chức trọng. Nếu gặp tử, tuyệt, phá thì bất lợi. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Năm nay là một năm rất là gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, chính khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ cách đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Tân Âm Kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn ngày này, tuổi Dần còn có hai cát thần là Thiên Ất và Thái Cực. Đây đều là những ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh để hóa giải những thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Tân Âm Kim là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Tân Âm Kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. May mắn trong ngày có sao hàm trì chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thìn. Cho nên những người độc thân cần chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Tân Âm Kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn, tránh xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. May mắn trong ngày này, người tuổi Tỵ gặp được hai cát tinh đóng mệnh là Phúc Tinh và Quốc Ấn. Phúc Tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Tỵ nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Còn cát tinh Quốc Ấn chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Tỵ nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn, có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Trong thời điểm này, những người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa
gặp Tân âm kim là chính tài, nghĩa là bị thân, khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Vào ngày Tân Dậu, tuổi ngọ còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng, sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Bên cạnh đó, người tuổi ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hành thông và thuận lợi. Thứ 8, tuổi mùi. Mùi âm hỏa gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi mùi cần hết sức chú ý và cẩn thận, không được khinh suất trong mọi công việc. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi thân. Thân dương kim gặp tân âm kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi thân trong ngày này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. May mắn trong ngày có sao hàm trì chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi thân. Cho nên những người độc thân cần chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý trong ngày này có hung tinh kình dương chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật. Cho nên những gia chủ tuổi thân cần chú ý đến những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong thời điểm này, người tuổi thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, thân, tí, thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp tân âm kim là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ rằng mình vẫn còn có những người thân ở xung quanh mình để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. May mắn cần có hai cát tinh là tướng tinh và thiên lộc đóng mệnh. Cả hai đều là cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Đồng thời, những gia chủ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sử để cho công việc được hành thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất dương thổ gặp tân ân kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Hơn nữa trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung thìn, tuất, sử, mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, phù hỉ tất hư họa, ý chỉ thái tuế báo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp tân âm kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có những kết quả tốt hơn. May mắn ngày này có hai cát tinh, đó là Thái Cực và Kim Dư. Cả hai đều là phú quý, cho nên sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Hợi trong ngày này. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn và tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 2 tháng 2
năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hòa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để có thể gửi đến quý vị và các bạn những kiến thức về phong thủy hay nhất. Đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng và cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.